Mẹ ghét con tới vậy sao mẹ? Con cứ luôn làm mẹ lo lắng thì sao mẹ thích con được? Những lát cắt trong cuộc sống với những xung đột truyền miên. Chú từ chối chấp nhận con trai nhà giàu có mà mình tức giận tới như vậy sao? Đúng vậy, tôi chỉ kiên nhẫn được tới mức này thôi thì phải làm sao? Con gái vợ trước của chồng mình sinh ra, tôi nuôi dưỡng 27 năm là quá đủ rồi. Hôn nhân sắp đặt. Cô bị mẹ ép tới đây phải không? Con muốn hẹn hò yêu đương rồi mới kết hôn. Mẹ xin con lấy chồng đi. Cuộc đời của chính bản thân mình mà, sao lại có thể dễ dàng đưa ra quyết định vậy chứ? Bi kịch gia đình. Con nhỏ này đúng là không thể ngẩng mặt lên được nữa mà, giống y chang như mẹ kế vậy đó. Tôi đã phải đem mặt nạ mẹ ruột trước mặt Jun Chu. Tôi không muốn tiếp tục như vậy. Những âm mưu toan tính, giành giật tình yêu, quyền lực. Phải kết hôn với cô gái đó. Từ ban đầu khi gặp em đã biết trước là không lấy nhau rồi. Sau này con nhất định phải khiến cho anh ấy trở thành của con mới được. Những khát khao đổi đời bằng mọi giá. Không có cách nào từ bỏ em Jun Chu. Anh ấy lúc bên cạnh con nhưng vẫn qua lại với người khác. Trên đời này có người đàn ông nào mà không léo lúc ra ngoài có người khác chứ? Người đàn ông tốt nhất trên đời, người ba yêu quý của con nghĩ ông ấy chưa từng như vậy hay sao? Trong vòng xoay oan nghiệt của trò đời, tình yêu mà em dành cho anh không thể nào có thể đong đếm bằng tiền được. Tình yêu chân thành có ươm mầm hạnh phúc. Đây là duyên phận của chúng ta đâu con à? Dạ, hình như là gì. Nỗi lòng mẹ kế, phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ trên kênh BTV1.